Nổi bật là đau nhức mắt và nó khá cũng đôi khi nó khá điển hình. Hay đau đột ngột ban đêm, bệnh nhân đang ngủ, bệnh nhân đột ngột thấy đau nhức mắt và bệnh nhân có thể đứng dậy. Cái mặt đau tăng lên khi mà bệnh nhân liếc mắt. Tại vì khi mà liếc mắt như vậy thì cái cơ trực nó kéo cái nhãn cầu và nó kéo vào cái phần mà cái cơ trực bám củ mạc, làm cho đau tăng lên. Và đau thì có thể lan lên trán, lên cung mày, lan xuống hàm. Và đặc biệt với đau này là ít tác dụng với thuốc giảm đau nhẹ, ví dụ uống paracetamol thì hầu như không có tác dụng. Tiếp theo thì có đỏ mắt và thị lực có thể giảm, giảm từ từ đột ngột, và có trường hợp thì không giảm đến trường nhẹ. Và kèm theo thì theo với bệnh nhân có sợ ánh sáng và kích thích chảy nước mắt. Để phân loại của viêm củ mạc thì người ta phân loại theo cái vị trí viêm củ mạc theo Watson, thì người ta chia ra là viêm củ mạc trước, tức là từ cái vùng miệng trước, tức là từ cái vùng ranh giới giữa thể mi và hắc mạc. Trong cái viêm củ mạc trước lại có bốn thể là viêm củ mạc trước ở gan, dạng nốt, dạng tử, có viêm mà không có viêm, và có loét miễn củ mạc thủng. Với viêm củ mạc sau, tức là những viêm mà cái phần củ mạc nó nằm sau cái oracea vùng mắt ấy, thì có ba hình thái là viêm củ mạc quả lan, viêm của bạc nốt và viêm của bạc hoại tử. Viêm của mạc trước tỏa lan thì đây là hình thái thường gặp nhất. Ở phần cục mạc phía trước chúng ta thấy sẽ phù và có giãn các mạch thủ của mạc, và nó tỏa lan toàn bộ của mạc, và có thể kèm theo với viêm vùng rìa làm cho nhãn áp tăng cao. Cái hình thái dạng nốt thì thấy chúng ta khám thấy là cái củ mạc có cái vùng nó khu trú, nó gồ lên, và khi mà sờ vào thì thấy nó hơi mềm, là viêm củ mạc trước nó đã nốt. Viêm củ mạc trước hoại tử thì đây là cái hình thái mà nặng nhất trong các hình thái viêm củ mạc, và nó đe dọa thị lực cũng như sự toàn vẹn của nhãn cầu. Cái việc hình thái này thì làm cho bệnh nhân bị đau nhiều, và khi nó sờ vào cái vùng củ mạc qua da mi thì rất là mềm. Chúng ta nếu sờ một lần cũng không bao giờ quên được cả. Thấy là sờ như là sờ một cái đá mỡ bên dưới ấy. Và có kèm theo với viêm và tắc mạch thượng củ mạc nặng. Và củ mạc thì có thể hoại tử khu trú hoặc là toàn bộ củ mạc bị hoại tử, tiến triển nhanh, và chúng ta thấy ở đây nhân này thì có hở hở hắc mạc, và nó thường gây ra cái viêm giác mạc kèm theo, có thể là viêm màng độc bào đỏ trước, và hay có tăng nhãn áp do cái hoại tử tiến triển ở phía trước làm cho viêm cái vùng bè. Thủng củ mạc do nhuyễn thì là hình thái hiếm gặp của viêm củ mạc trước hoại tử mà không kèm theo viêm, là do cái viêm cái mạch lớp mạch của thượng củ mạc sâu, thì thường bệnh nhân không có triệu chứng, hoặc là bệnh nhân nhìn có thể mờ hơn một chút, vì cái này nó thường là tiến triển âm thầm mà nó không có gây viêm, nó chỉ có nhuyễn dần củ mạc ra thôi. Và củ mạc thì có chúng ta thấy khi mà thấy củ mạc có những cái vết trắng vô mạch và củ mạc rất là mỏng, và có thể chúng ta thấy là bệnh nhân này chẳng hạn là có lộ cả hắc mạc, nghĩa là có hiện giãn lồi của nhãn cầu cùng mạc. Biến chứng của viêm cùng mạc trước thì có thể viêm mạc trước có thể gây các biến chứng là viêm giác mạc, viêm màng bồ đào, có thể gây bệnh glaucoma, đục thể tinh. Chúng ta sẽ lần lượt từng hình thái là từng cái biến chứng của viêm cùng mạc trước, nhất là viêm cùng mạc viêm giác mạc, thì vì giác mạc nó và cái củ mạc, và vì vậy mà cái viêm này sẽ lan đến củ giác mạc và nó gây viêm, có thể là gây viêm giác mạc kẽ, có loét, miễn là có loét trên giác mạc của chủ tiên. Có viêm màng bồ đào trước, 40% các trường hợp viêm củ mạc trước thì có gây viêm màng bồ đào trước. Glaucoma thì chiếm 10 đến 15%. Glaucoma thì do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể do viêm vùng bè, có thể là do làm cho cái thể bị tăng tiết thể dịch hoặc là gây dính góc. Và một trong nguyên nhân mà gây glaucoma trong viêm củ mạc là dùng corticosteroid kéo dài, chúng ta không kiểm soát được nhãn áp, vì cái bệnh này thì nó có tiến triển tái đi tái lại, thì mỗi lần chúng ta dùng một đợt cortisone và dần dần nó sẽ gây ra một cái bệnh glaucoma cortisone. Đục thể tinh thì có thể là do viêm màng bồ đào kéo dài hoặc là do bệnh nhân dùng cortisone kéo dài gây đục thể tinh.
Hình thái viêm phủ mặc sau thì viêm phủ mặc sau là cái viêm từ vùng sau của cái aura sedata, đằng sau cái mịn thắt ấy. Thì viêm phủ mặc sau cũng có thể đơn độc hoặc kèm theo với viêm phủ mặc trước, và thấy rằng là 60% bệnh nhân viêm phủ mặc sau có trước có kèm theo viêm phủ mặc sau. Nó cũng có ba hình thái là hình thái tỏa lan, rạn nốt và hoại tử, là do cái vị trí của mặc sau nó nằm sâu phía sau. Vì vậy là trên lâm sàng đôi khi chúng ta khó phát hiện, mà thường để chẩn đoán xác định nó phải dựa vào cái siêu âm, hình ảnh siêu âm để chẩn đoán. Đây là hình ảnh trên siêu âm, tôi thấy ra là sau nó rất dày, dày lên hơn và tỏa lan. Đây là cái hình ảnh của cái vùng mặt Ủa, tỏa lan phía sau. Cùng tiếp vùng mặt sau có thể gây các tổn thương kèm theo, có thể dịch, có thể gây phù gai thị, có thể gây biến đổi sắc tố võng mạc, có thể gây các nếp gấp võng mạc, các mạc hoặc phù hoàng điểm, tăng nhãn áp. Thì đây là những cái viêm phủ mạc mà nó do cái viêm phủ mạc nó gây ra, gây ra gây vào trực tiếp phủ mạc và nó gây vào gây ra viêm cái tổn thương lân cận. Đây là hình thái hình ảnh của bong thanh dịch. Hình ảnh của nếp gấp, các nếp gấp của võng mạc, hình ảnh tổn thương biến đổi của sắc tố như là việc nó gọi là vết da báo và có phù gai thị. Thì khi mà chúng ta soi đáy mắt giảm thị lực, soi đáy mắt thấy tổn thương này, điều trị này, chúng ta nên siêu âm để kiểm tra xem là có phối hợp một cái viêm phủ mặc sau hay không. Về cơ chế bệnh sinh thì đến nay người ta chưa rõ, nhưng mà tất cả đều đồng thuận là nó liên quan đến rối loạn đáp ứng miễn dịch và gây tổn thương cảm. Thì người ta thấy rằng là cái viêm phủ mạc nó giống một cái viêm mạn tính tỏa lan. Người ta thấy là trong cái tổ chức của viêm phủ mạc nó có bạch cầu lympho, bạch cầu đơn nhân, có viêm u hạt và hoại tử. Với hình thái viêm phủ mạc mãn tính nặng, người ta thấy rằng là có xâm nhập của tế bào bạch cầu CD20 và đại thực bào. Và trong cái viêm phủ mạc có thể viêm phủ mạc có viêm mạch tại chỗ, hoại tử dạng fibrin xâm nhập thành mạch của bạch cầu, lắng đọng phức tạp miễn dịch. Thế và trong thể viêm phủ mạc hoại tử thì có thấy rằng là có sự mất cân bằng giữa MMP là cái men tiêu protein và cái men ức chế cái men tiêu protein này. Là bình thường hai cái men này cân bằng nhau và cái mô nó được bảo vệ. Và bằng của hai cái yếu tố này, cái MMP nó tăng lên thì nó làm cho cái mô hoại tử, và cái MMP nó tăng nó nhận dưới tác dụng của cái yếu tố tiền viêm, cái cytokine là TNF alpha và interleukin 1 alpha. Và khi người ta điều trị tác động vào cái cơ chế này thì sẽ làm ức chế cái yếu tố này, sẽ làm cho giảm cái hiện tượng phá hủy tổ chức trong viêm phủ mạc. Như vậy dựa vào những cái nghiên cứu này, người ta suy ra là viêm phủ mạc có thể liên quan đến các yếu tố miễn dịch. Cơ chế thực tế và thực sự của nó để xác định ra thì người ta chưa xác định ra cụ thể, nó đi theo. Để chẩn đoán viêm phủ mạc thì trước một bệnh nhân viêm phủ mạc thì chúng ta cần phải, thứ nhất là đấy có phải là viêm phủ mạc hay không, này thường là cũng rất dễ chẩn đoán thôi, trừ một số hình thái viêm phủ mạc sau mới khó chẩn đoán. Chúng ta phải tìm bằng được này có phối hợp với bệnh toàn thân hay không. Nếu điều trị viêm phủ mạc chúng ta bỏ qua yếu tố toàn thân thì sẽ không hỏi được. Và thứ ba nữa là chẩn đoán mức độ nặng của bệnh để đưa ra tiên lượng như là đưa ra cái phác đồ điều trị hợp lý. Thì những bệnh toàn thân nào phối hợp thường hay phối hợp với viêm phủ mạc thì thấy rằng là thứ nhất hàng đầu là viêm khớp dạng thấp, rồi bệnh u hạt Wegener, u hạt kèm viêm đa mạch, viêm đa khớp, gan đỏ hệ thống, viêm nút quanh động mạch, viêm khớp thiếu niên, viêm cột sống dính khớp, lympho, u lympho và các xơ mạc phổi. Về nguyên nhân thì người ta thấy rằng 50% viêm phủ mạc là có liên quan đến bệnh toàn thân như trong cái phần dịch tễ.
Và các bệnh miễn dịch toàn thân thì gồm có các bệnh như là bệnh mô liên kết, khi bệnh nhân bị viêm cơ dạng thấp, lupus ban đỏ, đóng vào bệnh Peter, vân vân. Đây là cái vi lăng của những cái bệnh toàn thân mà liên quan đến viêm phủ mạc và những cái xét nghiệm chúng ta cần phải làm để xác định. Thì bệnh viêm cơ dạng thấp, nếu một bệnh nhân bị viêm phủ mạc và nghi ngờ bị viêm cơ dạng thấp, chúng ta phải làm các yếu tố, nhất là yếu tố dạng thấp này, chụp X-quang tim, oxy cam khớp để xem có dấu hiệu của giảm mật độ xương hoặc điện tử xương hay không. Nếu mà phối hợp với bệnh u hạt Wegener thì chúng ta phải làm cái xét nghiệm kháng thể kháng tương bào cầu sinh thiết mô xem có dấu hiệu của viêm mạch máu và u hạt hoại tử. Và nếu kèm theo với viêm đa sụn tái phát thì chúng ta thấy xét nghiệm thấy cái máu lắng tăng và sinh thiết ở sụn tai thấy cái tổn thương. Nếu viêm phủ mạc mà kèm theo với lại lupus ban đỏ hệ thống thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng chuỗi sơ tép ADN, làm protein niệu xem có bị tiền nhân thiếu máu hay không, giảm bạch cầu và tiểu cầu hay không. Với kèm theo bệnh viêm đa khớp, viêm đa mạch dạng nốt thì sẽ thấy chúng ta sẽ có thể thấy là cái dấu hiệu của vi phình mạch ở mặt treo, ở gan và thận. Tóm lại là nếu mà chúng ta gặp một bệnh nhân mà viêm phủ mạc chung thì chúng ta nên làm xét nghiệm gì? Chúng ta không thể làm một lúc tất cả các xét nghiệm như vậy, chúng ta hướng tới một số cái xét nghiệm như sau. Thứ nhất là tìm yếu tố dạng thấp, yếu tố là ELF, kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng tương bào, làm máu nắng để làm máu nắng, xét nghiệm cái protein C phản ứng, làm công thức máu và làm chức năng thận như là xét nghiệm ure, creatinine, nước tiểu toàn phần hoặc điện giải và chụp X-quang phổi. Đây là những cái xét nghiệm mà cần phải làm kèm theo với cái bệnh nhân, với nếu bệnh nhân có viêm phủ mạc. Viêm viêm phủ mạc có thể có nguyên nhân là do nhiễm khuẩn, thì chúng ta thấy hay gặp là nếu mà đi theo đường toàn thân ấy, thì hay gặp là lao, giang mai hoặc là phong. Và ở yếu tố ngoại sinh thì hay gặp là trực khuẩn mủ xanh, thì với trực khuẩn mủ xanh mà viêm phủ mạc mủ xanh thì tiên lượng rất là xấu, ngoài ra có thể gặp tụ cầu lên cầu. Và có thể viêm phủ mạc nhiễm trùng nhiễm khuẩn có thể là do nấm, và thường hay gặp sau chấn thương phẫu thuật. Nếu chúng ta của bệnh nhân mà bị viêm phủ mạc do nấm là do chấn thương, sau chấn thương phẫu thuật thì chúng ta nên để ý cái yếu tố là có thể bị nấm. Và có thể gặp trong cái bệnh nhân bị virus Epstein-Barr gây viêm phủ mạc hoại tử.